chào mừng 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Sau đây chúng ta hãy cùng hòa mình vào màn vũ khúc sân trường với chủ đề Đừng xe tin giả của trường trung học cơ sở Đồng Cốc. Ôi rồi ôi mới sớm ra Face Zalo hay là trên TikTok, đau hết đầu mà nhức hết óc, bởi những cái tin xàm xí ở đâu ra. Xung quanh ta thanh niên hay người già luôn đăng tin một cách vô tội vạ, khắp cộng đồng là tin fake bùa vây. Mọi người ơi, mỗi chúng ta nên nâng cao chọn xe tin tức, không vội vàng tay nhanh hơn mắt, để mọi chuyện phút môn đi xa. Không câu like câu chuyện làm quà, vui vui thôi đừng vui quá đà, không lại lên phường nước trẻ đó nhà. Thế nên bây giờ thế nào chúng ta hãy cùng chung sức chung lòng. Ok ok, xe những tin lành, report tin xàm, góp sức đồng lòng mạng xã hội văn minh. Dừng xe bậy nha anh chị ơi, dừng lại thôi, dừng lại đi, vì ta nào hay mỗi một tin fake được xe nguy hiểm lắm. Gom hạt mưa bé, gom hạt mưa bé, tạo cơn lũ tràn, tạo cơn lũ tràn, sức mạnh ghê gớm phá toang cộng đồng. Cùng nhau từ đây đăng bài lên trách nhiệm hơn, trách nhiệm đi, rồi sau từ đây nếu đọc xong hãy lọc tin, cho lọc đi. Nếu cao ý thức, nếu cao ý thức, dựng xây nước nhà, dựng xây nước nhà, thanh niên bác giang gương mẫu đi đầu. Sức mạnh ghê gớm phá toang.